Em biết nựng bạn gái không? Nựng nựng á. Em rất là thích được nựng má luôn. Nựng rồi, em có mệt không? Nựng má hả? Em má. Ờ, nựng má. Em thì em thích ngắt má người yêu ạ. À. Ngắt đau lắm anh. Với lại là nghịch tóc. Nhưng mà người yêu anh tóc ngắn thì sao anh nghịch được? Khi nào mà không có tóc mới là không nghịch được thôi chứ. Anh phải được không có điều này. Còn ví dụ là người yêu là mới quen là nghịch má thôi, tao gọi là ngắt má. Còn yêu. Quen lâu ra rồi ngắt đít. Quen lâu ra rồi ngắt đít. Quen lâu ra rồi ngắt đít. Hình như anh Phương làm nhiều lắm đúng không? Không có. Phương cái này đâu có lên sóng. Tôi nói cho không khí nó vui thôi. Chứ nghĩ coi vợ chồng chứ lẽ còn. Vợ chồng là cha nổi này chứ mới biết à. Dễ thương. Cái đó là nó mới vô cái đồng sâu. Dạ. 3 năm em thấy chị chưa ngắt đít vợ anh đi. Trời em dỗ không? Đó, bởi vậy. Đó. Lo đi nghe. Vợ là bà lưỡi. Cái chảo đẻ dữ mà. Dạ. À đúng không? Dạ. Cái đó là nói thiệt, đừng cho bộ chảo hồi đầu mới mà dùng ngắt má được. Số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.